Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thiền lễ xin chào toàn thể cô bác anh chị Phật tử gần xa trên mọi miền đất nước. Hôm nay thiền lễ mời quý vị cùng với thiền lễ xem một cái video mà của ni sư Diệu Hân đã phỉ báng và gắn ghép cho thầy Minh Tuệ những điều sai trái không hay mà với một người tu chân chính như thầy Minh Tuệ. Video này thì nó hơi dài, thiện lễ mong quý vị xem cùng thiện lễ. Rồi quý vị hãy cùng chung tay với thiện lễ để cảnh tỉnh cho ni sư này không còn nói xấu một người tu hiền chân chính như thầy Minh Tuệ. Mời cô bác anh chị và xem cùng thiện lễ nha. Cái bà này là rất là nhiều lần phỉ báng và gắn ghép cho thầy Minh Tuệ rất là nhiều việc sai trái. Con mời cô bác anh chị cùng con xem để thấy cái bà này, bà là một cái người tu được hội Phật giáo cấp giấy tờ mà bà còn sân si với một người tu như thầy Minh Tuệ chân đất đầu trần, không chùa chiền, sống đây mai đó, sư đi để độ hóa chúng sanh mà bà này nói là sư Minh Tuệ là kẻ phản nước, phản quốc, bán nước, là phản động. Quý vị nghe cùng thiện lễ cùng con để rồi cho cái bà ni sư này bà biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Thế Chư Phật. Nam mô Mười Phương Chư Phật. Nam mô Mười Phương Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Mười Phương Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Dược Sư Tâm Sư Lô Ly Dương Quang Như Lai Phật. Nam mô Mười Phương Đại Bi Quan Âm Bồ Tát. Nam mô Vị Trị Hộ Pháp Hộ Tăng Hộ Pháp Di Đà Hộ Pháp Ông Tiêu Long Thành Hộ Pháp Hộ Pháp Mười Phương Hộ Pháp Chư Tôn. Con thích nữ những vị thân xin dập đầu cúi lại. Con xin đại của ông trong tất cả đại của ông. Con xin lại tổ sư Đạt Ma Sư Tổ Mười Phương Sư Tổ, lại Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lại Mười Phương Đại Bi Quan Âm Bồ Tát, lại Thất Mẫu Quy Trì. Con thích nữ những diệu thân xin gặp đầu cúi lại. Con xin đại bổn trong tất cả đại bổn. Con xin lại Phật A Di Đà tiếp dẫn đạo sư có đàn đi quay phim để cho sư Minh Tuệ mà tự tung tự tác là không nên. Những Dương Bồ Tát mười Phương Dương Bồ Tát, con thích nữ những diệu thân xin gặp đầu cúi lại. Con xin đại bổn trong tất cả đại bổn. Con xin lại nhị vị thần thiên can hai vị. Con xin lại thần Phật, thần trời, thần sông, thần biển, thần núi, thần đồi, thần ao đồi, rạch núi, thần bốn vùng biển khơi, thần mỗi quốc gia trên thế giới có tất cả các chư vị thần, trong đó có Việt Nam con. Con xin đại bó ân trong tất cả đại bó ân. Con Diệu Hân, thích nữ Diệu Hân, xin trình và trong xin trình bày con được xin phép nói về sư Minh Tuệ. Con có số bệnh và chùa để cho sư Minh Tuệ mà tự tung tự tác là không nên. Tôi cũng xin phép được nói tiếng lòng của con. Nam mô A Di Đà Phật. Sư Minh Tuệ là một vị sư mà không biết là có sư phụ hay không, có y chỉ sư hay không. Nếu mà sư đó, sư mà đi mà đi khất thực hay là đi hành đầu đà gì đó thì sư phải có y chỉ sư. Mà đã có y chỉ sư rồi đó là sư đi tự tại trong tất cả tự tại. Sư không có đi tùm lum tà la như vậy rồi bắt đầu cái sư cho người ta quay phim. Quay phim rồi đó rồi sư làm gì? Rồi có đàn đi quay phim. Người thì hô sư là Phật, là người hô sư là đi thay thế Phật,
sư như thế này, và toàn thể dân dân Phật tử mà đi theo sư đó, tôi nói câu này: tôi con là cha, tôi con nhà chùa, tôi đại diện mười phương chư Phật, đại diện Bồ Tát của tôi. Nói tóm tắt là tất cả các chư vị tôi xin phép á, tôi đều diễn giới hết rồi, cho nên tôi mới có danh hiệu thời mạt pháp ni cô vị chùa giảng pháp. Tôi có quyền được nói và tôi có quyền nói tất cả tấm lòng. Nếu tôi thấy tôi nghe mà nó không có thật thì tôi có quyền nói xin phép Nam Mô A Di Đà Phật. Sư Minh Tuệ này đó, nếu mà sư mà có một cái tấm lòng mà đi đi hạnh Đầu Đà, đi hạnh nào đó tôi không biết, nhưng mà sư phải có y chỉ sư. Mấy chỉ sư này đó, nếu mà thuận lòng cho sư đi là tốt, không có gì đâu. Nhưng mà sư đi có cả cái tấm lòng của sư thì sư đi có vậy vậy hộ pháp hộ tăng hộ pháp như hộ pháp, bất cứ các đơn vị hộ pháp hộ tăng đều hỏi cho sư. Nếu sư mà có lòng đi mà đi theo cái kiểu hạnh Đầu Đà mà phải có y chỉ sư nha, phải có y chỉ sư, rồi y chỉ sư mới đưa sư đi, rồi đi đến cái hạnh nguyện của sư đó thì sư đi khắp mọi nơi. Sư không nghĩ tới bản thân mình thì có nhị vị hộ pháp hộ tăng đi theo sư và hộ sư. Nếu mà có một cái người nào đó cố tình quay phim, sư nhất định hầm trò, thì những bước chân của sư đi thì tất cả mười phương chư Phật long thần hộ pháp hộ trì cho sư đi, cho mãn nguyện của sư, đó là đúng không sai. Còn cái này sư đi sư đi có đàn, rồi sư cho người ta quay phim, rồi biết bao nhiêu người, rồi dựng cái dây để cho sư đi, rồi chào sư, rồi các sư ở đâu chào sư, kính lễ sư. Tại vì là bây giờ là Phật, bây giờ thời này nó thời mặt pháp, cái thời toàn là tiền với bạc nha, chùa toàn là tiền với bạc, cho nên mượn cái danh thời bây giờ là chùa tiền với bạc, với có những cái lời chỉ thị gì đó vân vân, cho nên đem ra dẫn đàn mà đi như vậy là đi cái gì? Coi thường quốc gia Việt Nam, coi thường quốc gia Việt Nam, coi thường hạnh xuất gia của giáo hội Phật giáo Việt Nam, kể cả coi thường tiểu cô Diệu Hằng luôn. Tại vì tiểu cô Diệu Hằng là con nhà chùa, đại diện quốc gia, đại diện toàn cả mười phương chư Phật, cho nên các chư vị mà tiểu xin phép hồi nãy đó, tiểu cô đều diễn diễn hết. Cho nên tôi nói rằng thôi, các chư vị hãy dẹp đi, đừng có dẫn đàn mà đi, đừng có đi từ này từ Hà Nội đi vô rồi vô tới Sài Gòn. Tiểu cô xin khuyên câu này, nếu các vị cố tình mà đi như thế, Việt Nam các bác từ cấp trên cho đến cấp dưới cho xin giải tỏa và nói rõ rằng hạnh đi Đầu Đà, hạnh gì của sư đó là không đúng nghĩa, mà đã đi như vậy là cái gì, là tội đó. Cái tội này coi thường mười phương chư Phật, coi thường bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật và coi thường các sư đi trước. Thế này là tôi nói như vậy. Còn nếu mà các vị cứ dẫn đàn mà đi rồi kính sư bái sư dịch do cái thời này thì các vị phản quốc và phản cả nhiều thứ phản. Tôi xin nói câu này, cái này dựa hơi ai để làm rần rần rộ rộ, dựa hơi ai. Tôi chỉ nói câu này, tôi mong rằng sư Minh Tuệ, sư Tuệ gì đó, Thiện Lễ dự định để cho toàn thể cô bác anh chị nghe hết cái video của bà sư cô Diệu Hân này. Nhưng khi nghe cái lời nói mà sư Minh Tuệ và cùng chư vị Phật tử mà dẫn đàn chứ không phải dẫn đoàn nha quý vị. Dẫn đàn là có ý nghĩa, cái nghĩa của bà này nói á, là dẫn đàn mà đi là có nghĩa là nói sư Minh Tuệ và cùng tất cả quý vị Phật tử yêu mến sư Minh Tuệ là giống như một cái đàn vịt hay là đàn gà gì đó, nó dẫn đàn mà đi có bầy có lũ và phản quốc
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đúng ra Thiện Lễ những vấn đề này Thiện Lễ không có nói nữa. Thiện Lễ thấy là Thiện Lễ nói hai cái video là Thiện Lễ sẽ không nói nữa, vì Thiện Lễ cũng là một cái người tu. Nhưng vì bức xúc những cái người như vậy mà hỏi sao Phật tử, cô bác, anh chị không quay lưng với nhà sư, không quay lưng với chùa chiền A Di Đà Phật. Dạ thưa cô Ni Sư Diệu Hân, nếu như cô nghe được cái video này của con á, rồi cô tự nằm đêm cô suy nghĩ nghe. Đầu tiên là cô phát ngôn là nghe nó không có đúng rồi. Cái lời Phật dạy mà trước khi mà một cái người ni sư mà được mà xuất gia, tám cái giới tỳ kheo đó, cô có hiểu được cái vấn đề gì không? Một cái người ni sư mà khi tu tập bao nhiêu năm thì ni vẫn là ni. Cái người tăng đó họ tu không biết là bao lâu, nhưng mà người ni này không có quyền là giáo hóa hay hoặc là nói gì về cái chư tăng đó. Một vấn đề đơn giản mà ni sư không có hiểu rồi, mà ni sư còn bây giờ ni sư còn dám nói là công bố lên một câu là ni sư đã được hội Phật, được chư Phật, chư Pháp, chư Tăng cho phép ni sư. Vậy là ni sư tu thành Phật rồi hả? Ngày nào ni sư cũng gặp chư Long Thần Hộ Pháp, rồi gặp được tất cả các chư vị đó. Cho nên tôn chỉ của các vị đó cho phép ni sư để đi hành sách Thầy Thích Minh Tuệ. Dạ thưa cô, Thầy Thích Minh Tuệ, cách đây 6 năm về trước, cô có kênh YouTube, cô mở cái kênh cô lên, có tất cả những cái anh YouTube và TikToker đó, người ta đã phát hiện thầy 6-7 năm về trước, thầy đã đi một mình rồi. Thầy đi một mình, thầy tự tu tập, thầy tự đi vào Nam ra Bắc, thầy đi nhiều lần rồi, cô có biết không? Rồi cô nói là Thầy Thích Minh Tuệ tổ chức cho người khác quay phim tung hô. Dạ thưa cô, cái vấn đề này tại sao cô là cái người tu mà cô ăn nói mà cô không có nhìn kỹ cái vấn đề vậy cô? Trước khi mình nói một cái vấn đề gì đó, cô nghiền ngẫm lại, nhìn cho kỹ cái vấn đề đó cô hả nói. Thầy Thích Minh Tuệ đi khất thực, đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Thầy đi, trên đường đi thì tất cả những kênh YouTube, những TikToker và những Facebook, và nói chung đồng bào Phật tử trên đất nước Việt Nam chúng ta yêu quý thầy, người ta gặp thầy, người ta quay phim đó, người ta quay phim, cái chuyện đó thầy đâu có cấm được, mà những cái vị người ta quay thầy là những cái vị người ta yêu thích thầy, ta quý mến, người ta kính trọng thầy đó. Cho nên người ta quay phim. Mà cô nói là Thầy Thích Minh Tuệ tổ chức kéo đàn kéo phái để đi kêu YouTube quay lên để tung hô thầy lên thành một vị Bồ Tát, vị Phật sống, rồi để phản nước phản quốc. Cô là cái người tu mà cô ăn nói cái câu nói này là con không biết những cái Phật tử mà đi theo cô đó học cái gì, được những gì ở cô. Mà cô còn công nhận cô là một cái người trong giáo hội Phật giáo, cô còn là một cái người là được tôn chỉ, được giáo hội công nhận cô. Con nói rất là nhiều lần, con nói nếu như mấy cô được trong một cái giáo hội mà công nhận mình là một cái vị ni sư như vậy thì mấy cô phải làm sao? Việc trước tiên mấy cô phải làm cái gốc để cho tất cả bà con Phật tử và những người mới tu tập họ noi theo cái hình ảnh đẹp đó. Cô nói Thầy Minh Tuệ phỉ báng giáo pháp, làm hủy đi cái hội Phật giáo.
A-di-đà Phật. Con xin phép con nói cho cô nghe. Thưa cô, thầy Thích Minh Tuệ, từ ngày mà con biết thầy đến nay là cũng 6 năm rồi cô. Con chưa nghe thầy Thích Minh Tuệ nói một vấn đề gì về giáo hội Phật giáo của chúng ta. Có một lần có một cái kênh YouTube của một cái anh gì đó hỏi thầy à, là thầy nói là thầy không có nằm trong cái giáo hội gì hết, thầy cũng không có ở trong chùa, thầy cũng không phải thầy mà cũng không phải sư, thầy tự đi tu tập theo con đường của lời Phật dạy. Thầy Minh Tuệ, con nói cho cô nghe lý do tại sao thầy Minh Tuệ được cô bác anh chị Phật tử từ Việt Nam vươn ra tới thế giới, cả những nước lớn như Mỹ, mọi người đều công nhận thầy. Còn như cô tu năm nay bao nhiêu năm rồi? Theo con nghĩ, theo con biết, trước con cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, con cũng ở ở trong chùa nghe cô, ở trong cái ngôi chùa ở thành phố. Con nói cho cô nghe, thầy Minh Tuệ không làm một cái vấn đề gì mà để phiền hà tới giáo hội Phật giáo. Thầy cũng chưa từng công nhận mình là một người trong hội Phật giáo. Thầy chỉ tự tu tập. Con nghĩ cái lời Đức Phật dạy đâu có sai. Cô nói là không biết thầy Minh Tuệ tu về cái pháp tu gì. Cô là cái người tu mà cái pháp môn của chư Phật Hạnh Đầu Đà mà cô còn không rõ. Cô lên đây cô giảng pháp, cô giảng giải, cô nói phím nhã về thầy Minh Tuệ, mà cô là cái người trong giáo hội Phật giáo mà cô nói chuyện như vậy. Cô nói gắn ghép cho thầy Minh Tuệ là phản quốc, phản nước, phỉ báng giáo hội, phỉ báng chánh pháp. Cô lấy một cái video nào mà cô mở lên, mà một cái video nào mà nói về thầy Thích Minh Tuệ mà phỉ báng giáo hội thì phỉ báng chánh pháp đâu. Cô mở lên một cái video đó đi, rồi con là cái người mà không đi bằng hai cái chân nữa cô. Con sẽ quỳ, mà con quỳ, con đi từ cái chỗ con nè, con đi tới cái chỗ nào mà cô đang ở đó, ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Con nói thật với cô nha, một cái người tu như thầy Minh Tuệ như vậy đó là bỏ hết tất cả, mà cả bản thân những người tu hành như mình, như tất cả mọi người ở trên đất nước này mà cả thế giới, không ai làm được như thầy. Cách đây mấy ngàn năm rồi, cái hạnh tu này chỉ có một ngày cái viết. Rồi sau là thầy nhưng mà bây giờ các cô không tán thán, mà các cô còn nói xăm si thầy đủ thứ hết. Các cô có xứng đáng là một cái người tu không? Mình tu hành mà mình đi mình nói cái một cái người đó mà gắn ghép những cái chuyện mà thầy hoàn toàn không có. Thầy phản quốc làm sao? Thầy tổ chức Phật tử phản động làm sao? Cô thấy người ta yêu mến thầy, con đồng ý là cô mà chánh quyền người ta làm là đúng. Là tại sao? Chánh quyền người ta là sợ là cô bác anh chị vì quý mến thầy nhiều quá, rồi tụ tập đông người làm cản trở giao thông. Đó, đây là cái vấn đề này chánh quyền và xã hội người ta làm đúng. Còn cô gắn ghép cho thầy những cái vấn đề đó, rồi cô nói những cái vị Phật tử cô bác người ta yêu mến một vị chân tu, rồi cô phỉ báng, cô nói luôn là những cái vị đó những vị phản động theo thầy để tung hô, để quay phim lên để phản nước phản quốc. Là bây giờ cô tới cô giờ cô là cái người tu mà cô ra lệnh tới luôn tới cái đảng và nhà nước của Việt Nam luôn, là cô nói là đảng và nhà nước Việt Nam là sao? Trời đất ơi, mình là cái người tu hành tứ đại giai không, từ bi bác ấy, mà cô bây giờ cô gắn ghép cho cái người tu giống như mình, mà cái người đó đã bỏ hết tất cả rồi, cả bản thân cô còn chưa bỏ được mà. Thầy Minh Tuệ không xài tiền, không xài điện thoại di động, ăn thì ăn một bữa, cô nghe con nói cho kỹ rồi cô về cô lưu lại nha cô mở cái YouTube của con cô nghe nha.
ăn một ngày một bữa, ngủ thì ngủ gốc cây nghĩa địa nhà quan. Quần áo của thầy mặc á là những cái vật, cái giải dụng mà của người thiên hạ người ta không xài nữa, người ta bỏ ở sọt rác hoặc những cái miếng vải mà trong nghĩa địa nghĩa trang người ta bỏ đi, thầy nhặt, thầy may, thầy cắt từng mảnh để thầy may gáp thành một cái áo của thầy, một cái y. Còn mấy cô ăn mặc thì sao? Quần áo giải dốc, phải giải hiệu, giải mắc tiền. Đi ra thì phải đi bằng xe du lịch. Chùa thì phải ở chùa to. Phật tử cúng dường cúng ít, còn không hài lòng. Còn thầy Minh Tuệ, con thấy thầy, con gặp thầy, con nói cho cô nghe nha. Thầy chưa, trong thân thể của thầy, cái vật dụng trong hết trơn, cả quần áo y bát của thầy. Nếu là một cái người mà người ta, nếu mà ai mà dám bỏ tiền mua đó, thì nó không có giá trị gì trơn. Cô thấy một cái người đã bỏ hết rồi, cô thấy không? Mà thầy Minh Tuệ, lý do tại sao thầy được đồng bào quý vị Phật tử người ta yêu mến và kính mến từ Việt Nam tới thế giới, tại vì cái hạnh nguyện của thầy quá lớn. Thầy phát tâm mà thầy tu thầy bỏ hết tất cả để làm gì? Để chứng đắc, để độ hóa chúng sanh. Còn mấy cô, mấy thầy cứ lên là mở miệng ra, con nói rất là nhiều lần rồi, cứ phỉ báng thầy, chê bai. Bữa nay, hôm nay có một cái anh Phật tử, ảnh gửi một cái tin nhắn cho con. Con mới xem trong cái video, thấy cô là cô phỉ báng quá nặng lời với thầy, mà cô gán ghép cho thầy và tất cả bà con Phật tử ở trên thế giới này, trên đất nước Việt Nam ta, nói là sư Minh Tuệ là cái người đứng ra để vận động phản quốc. Trời đất ơi, cô nói sao mà cái người tu mà cô từng giảng giải cho người ta mà ăn nói giọng ngôn. Giọng ngôn là sao cô? Cái nghiệp đó nó nặng. Mà sao cô là cái người tu mà cô đi mở miệng cô nói cái vấn đề đó vậy cô? Con không có hiểu được cái người tu bây giờ như thế nào cô ơi. Bởi vì cho nên con nói thật với cô nha, con sẽ cất ca am, cất cốc để con tu tập. Vì con thấy cái tình trạng này nó không có phù hợp với cái người mà như mình nữa rồi. Mấy cô là được, mà cô lên trên mạng, trên mạng mà cô nói là cô là được cái người trong giáo hội tôn chỉ. Cô ơi cô, con lại cô, nếu cô còn là một cái người tu có cái tâm bồ đề, tâm từ bi, tâm bác ái, thì cô nói cái chuyện gì cho nó có cái sự thật nghe cô nha. Chứ cô nói kiểu đó đó, mình là cái người tu, cái nghiệp mình nặng hơn cái chúng sanh bá tánh. Tại vì cô được làm gì làm mà cô cũng được học cái giáo pháp, giáo lý của Đức Phật là cái nghiệp nó như thế nào. Cái một cái người Phật tử bình thường có thể người ta không có hiểu ha. Nhưng mà mình là cái người tu là những vấn đề này mình đã hiểu hết. Cái giới cấm giọng ngôn mà cô nói cái chuyện là nhà thầy Minh Tuệ là phản quốc, phản đồ, phải cô nói thầy Minh Tuệ không sao? Cô nói luôn cả đồng bào, cả Phật tử, những người người ta yêu quý thầy Thích Minh Tuệ, cô nói những người đó là tổ chức để phản quốc. Cái người tu, cái bản thân cô lo chưa xong nữa, mình tu hành rồi. Con khuyên cô là mình bỏ hết tất cả để sao? Tập trung để cô tu hành. Mà cô, cái chuyện của cô mà cô làm chưa có được, cái bản thân cô, con thấy nghe cô nói là con nói thật luôn. Là con nghe là con hiểu cô là cô tu nhiêu năm con không biết. Nhưng mà cái đạo đức cô cũng có rồi. Cô học không biết được bao nhiêu cái giáo pháp, nhưng mà cái giáo pháp, cái đầu tiên của người tu là gì? Cái đạo đức từ bi. Mà hai cái vấn đề đó cô không có rồi, cô học cái gì nữa? Rồi cô hỏi sao Phật tử
bà con tất cả trên mọi miền đất nước, người ta không bức xúc, người ta vô người ta không nói. Chính bản thân con là người tu giống như cô mà con nghe con còn bức xúc, con còn phản cảm. Cái người Phật tử á, người ta kính mến ai là cái quyền riêng tư của họ. Tại vì họ nè, con nói cho cô nghe nha. Cô á, cô với con á, mỗi một người có hai con mắt à. Nhưng Phật tử bá tánh chúng sanh 100 triệu dân trên cái đất nước Việt Nam này, cô nghĩ coi bao nhiêu. Người này không nhìn thấu nhưng mà người khác họ nhìn thấu. Họ nhìn thấy được những cái vấn đề mà cái người đó làm, người tu đó làm như thế nào. Cho nên khi họ phát hiện thầy Minh Tuệ, họ rất là kính trọng. Chính bản thân con cũng vậy. Khi con phát hiện được thầy Minh Tuệ cách đây là 6 năm trước rồi cô, chứ không phải mới đây đâu, là con đã kính trọng một cái người tu hành mà họ như vậy đó. Một vị sư mà không nhà không cửa đi lang thang, con nhiều đêm con nằm đêm con thấy con xót xa, trong khi mình ở một cái chỗ ở của mình nó khác biệt với một cái vị sư đó. Nhiều khi trời mưa trời gió trời lạnh trời nắng gắt, mình còn có cái mái nhà để mình che, mái chùa mình che. Mà cái người tu như thầy Minh Tuệ đó, đi đâu phải là như thầy Minh Tuệ. Cô suy nghĩ coi, rồi cô thấy, cô coi nhiều cái clip của cả clip của thầy Minh Tuệ, nói từ cuộc đời thầy Minh Tuệ là từ lúc đầu tới bây giờ là cô thấy như thế nào, cô biết không, cô hiểu không? Thầy đã làm tròn cái nhiệm vụ của một cái người công dân của đất nước Việt Nam. Thầy đã đi bộ đội, rồi thầy đã từng đi vô chùa chiền thầy tu tập. Nhưng mà có những cái người giống như cô gì nè, là hôm trước là con nghe một cái vị thầy nào đó mà tu ở trong chùa mà cũng phỉ báng thầy Minh Tuệ đó, nói xấu nói xa thầy Minh Tuệ. Thì cho nên thầy Minh Tuệ mới phát hiện ra cái vấn đề này, thầy Minh Tuệ mới bỏ chùa mà thầy đi. Cô là cái người tu, con viên cô từ nay cái tuổi cô nó cũng cao rồi. Mình làm cái gì cho có cái công đức, có cái phước báo để trên cái đường mà cô chắc không có về được niết bàn đâu. Tại vì cái người mà vọng ngữ mà trong cái giới cấm của Đức Phật mà cô đã dính vào đó rồi thì cô không có vô nước niết bàn được đâu cô. Cô chỉ có về âm phủ thôi, về địa phủ thôi. Cô về địa phủ nhưng mà cô phải trả lại tất cả những cái lời nói mà cô nói cả thầy Minh Tuệ và tất cả những vị Phật tử người ta yêu mến thầy và người ta kính trọng cái đạo Phật này. Mấy cô, con nói thật luôn á, con coi gần đây con coi rất là nhiều cái video. Con thấy từ đạo Công giáo, những anh chị bên đạo Công giáo, cả những cha xứ, người ta tán thán ca ngợi thầy Thích Minh Tuệ. Đây là những vị đó người ta nói thật. Người ta thấy cái việc làm của thầy Minh Tuệ không thể nào ai làm được, những vị cha xứ nói. Rồi những con đạo trong đạo, người ta tuy rằng người ta là bên đạo bạn mà người ta còn tán thán thầy, người ta còn kính mến thầy, ta nể phục thầy. Còn cô là cái người trong cái hội Phật giáo mà thầy Minh Tuệ tu là cái hạnh nguyện, cái hạnh đầu đà, thì cũng trong cái Phật giáo mà cô phỉ báng. Rồi đầu tiên thì nhiều vị thầy khác, rồi nhiều vị đệ tử của các vị thầy khác chê trách chửi mắng thầy Minh Tuệ, thậm chí nói đủ thứ điều, đủ thứ chuyện. Rồi hôm nay đến cô, cô dựng chuyện lên, cô nói nặng nói nhẹ thầy Minh Tuệ, rồi cô còn gắn ghép cho tất cả những vị Phật tử trên mọi miền đất nước yêu quý thầy Thích Minh Tuệ là những kẻ phản động bán nước, giành nước. Trời ơi cô ơi, con không biết cái cô nói như vậy đó. Rồi tất cả những cái cô bác Phật tử, anh chị em, những YouTube, những Facebook, những TikToker, mà những anh chị mà người ta đã yêu quý thầy đó, rồi người ta sẽ nhìn cô như thế nào đây? Con khuyên cô á, là một cái người tu, nếu mình là một cái người tu, với hơn nữa cô á, cái tuổi cô cũng lớn rồi. Con nhìn cô á, con thấy tuổi cô cũng đã lớn rồi. Cô phải nên tịnh tâm lại nha cô, tập trung mà mình tu hành để đến ngày mà cô viên tịch, để cho thân tâm mình an lạc một chút.
Với cái đường mà cô xuống Hoàng Tiền á, nó không có ngậm ngùi mà không có ăn năn cô nha. A-di-đà-phật, thiện lễ bức xúc cái cô này. Cổ nói tất cả các Phật tử trên mọi miền đất nước chúng ta yêu quý thầy Minh Tuệ, trong đó có con. Cho nên con thấy mà cố gắng ghép và thầy Minh Tuệ là một cái người phản động, phản quốc. Và tất cả cùng Phật tử của nước Việt Nam chúng ta tổ chức âm mưu phản động. Cho nên con thấy con bức xúc. Con nói hơi là tiếng hơi lớn. Nhưng con thật sự con đã nói với cô bác rất là nhiều lần. Bản tánh con, tâm tánh của con rất cương trực. Cho nên con bức xúc, con sẽ nói liền. Mong qua video này cô bác anh chị có thương con và hãy cùng con bảo vệ chánh pháp, cùng con bảo vệ hội Phật giáo của chúng ta, bảo vệ sư thầy Thích Minh Tuệ, để cho sư tiếp tục trên hạnh nguyện tu hành, sớm chứng đắc. Và trước khi con kết thúc video, con cũng mong là cái cô Diệu Hân này sớm hướng thiện, quay đầu và nhớ kỹ lại mình là một cái người tu thì nên từ bi bác ái, đừng có sâm si thầy Minh Tuệ nữa, để cho thầy tiếp tục tu hành. Đất nước Việt Nam chúng ta rất tự hào khi có một vị chân tu như là thầy Minh Tuệ. Cuối cùng video con xin gửi lời kính chúc đến toàn thể cô bác anh chị Phật mọi miền, Phật tử mọi miền trên đất nước Việt Nam chúng ta và tất cả các Phật tử trên thế giới. Ngày ngày hạnh phúc, vạn sự an lành, thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.